Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin phép được gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang lắng nghe chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Chùa Bồ Đề Phật Quốc. Cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với Ngọc Khanh là bác sĩ Thảo Võng. Xin mời bác sĩ gửi lời chào tái ngộ đến quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin rất hân hạnh xin chào quý khán giả nghe Kính thưa đài. quý vị, thì ngày hôm nay Ngọc Khanh với bác sĩ Thảo Võ trở lại với chương trình cũng là để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là có liên quan đến các em nhỏ, bởi vì chuyên khoa của bác sĩ Thảo Võ là bác sĩ chuyên về nhi khoa. Thì thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể nói lại một chút về cái vấn đề miễn dịch cộng đồng trong cộng đồng của chúng ta hiện bây giờ, hoặc là miễn dịch cộng đồng nào mà thí dụ như ở cái vùng dịch bệnh cao nhất là New York thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết hay không bác sĩ? Thì theo những cái một cái nghiên cứu sơ khảo thôi á, thì họ thấy á, là dân New York cũng rất là có nhiều người có cái kháng thể mà để chống lại cái con COVID này. Đó, như tổng thể của cái tiểu bang New York á, thì khoảng 12-13% người đã có cái kháng thể, có nghĩa là họ đã có cái từng tiếp xúc với cái con này mà họ không có triệu chứng. Đó. Còn cái thành phố New York không á, thì tới gần 20%, 19.9% người đã có cái miễn dịch với cái con virus này rồi. Đó. Thì theo cái những nhà nghiên cứu thì nói là để tạo được cái miễn dịch cộng đồng, có nghĩa là nhiễm nhiều quá không thể nhiễm nổi á, đó, thì cái khoảng 50 tới 60% người bị có cái kháng thể với cái con này, thì là cái cộng đồng đó mình coi như là gần như cũng an toàn. Đó, thì New York cũng nhiễm rất là nhiều rồi và gần gần cũng đi tới hướng đó. Nhưng mà còn ở miền Nam Cali mình á, thì các bạn cũng thấy á, các quý vị thấy là bây giờ cũng có rất là nhiều chỗ để thử thử cho thử cái test COVID đó, và trong cũng chưa có cái nghiên cứu, thì chưa có cái kết luận, thì mình chỉ mới test khoảng gần 2.000 người á, thì khoảng có 1% thôi 1% miễn dịch cộng đồng thôi. là không có phải gọi là miễn dịch cộng À, đồng, 1% nhưng mà mà thấy là có miễn cả nhiễm trong thôi. dân số của mình có đã từng tiếp xúc, chứ mình chưa biết là có miễn nhiễm hay không. Tại vì mình dùng cái từ miễn nhiễm á, thì sợ là mọi người sẽ Hiểu nhầm. hiểu nhầm là ồ, mình đã có kháng thể rồi thì bây giờ có thể đi chơi, có thể không cần đeo khẩu trang, không có cần cẩn thận, mình đã miễn nhiễm cái con COVID này, thì cũng không có hay. Bởi vì mình phải dùng cái từ đúng là từng có tiếp xúc với con virus này rồi đó, thì hay hơn. Kính thưa quý vị, khi mà bác sĩ Thảo đề cập là trong cộng đồng có nhiều nơi có thể cho thử thử nghiệm cái COVID-19 Đúng rồi. thì Ngọc Khanh có thể chia sẻ thêm về một cái nơi mà quý vị có thể thử COVID-19, mà đặc biệt cái nơi này là cho những ai nằm trong cái trường hợp gọi là không có bảo hiểm. Thì thật ra cái nơi mà Ngọc Khanh sắp sửa giới thiệu là khi mà thử COVID là đã sử dụng cái bảo hiểm của quý vị, và nếu quý vị không có Medicare không có bảo hiểm, hoặc là không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ, coi như là cái người không có giấy tờ đó, thì quý vị có thể đến trung tâm y tế Southland tọa lạc trên đường Brockhurst Chapman. Thì tại đây quý vị có thể thử COVID-19 bằng cách là liên lạc với cái số điện thoại là 714 620 7060, 714 620 7060. Ngọc Khanh xin nhắc lại, có nhiều nơi có thể cho quý vị thử COVID-19, nhưng mà tại trung tâm y tế Southland, chúng tôi đặc biệt giúp đỡ những trường hợp không có bảo hiểm y tế, hoặc là mình không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ, nhưng mà quý vị có cái sự lo là sợ là đã tiếp xúc với cái người đã có bị bệnh COVID-19, và bây giờ quý vị hoang mang lo lắng là tại vì sợ đi đến một nơi nào đó khi người ta hỏi tới giấy tờ thì nó lại thành ra là mình là người không có giấy tờ hợp lệ ở đây. Thì cái trung tâm y tế Southland là cái nơi đặc biệt giúp cho những trường hợp như vậy. Nếu mà quý vị muốn biết được giúp đỡ như thế nào thì có thể gọi cho số điện thoại là 714 620 7060. Thưa bác sĩ Thảo, trở lại cái vấn đề là nếu vậy
hiện nay chúng ta đang bước vào giai đoạn 2 tại California của mình. Đúng rồi. Dạ, thì thưa bác sĩ, có thể nói sơ sơ giai đoạn 1, 2, 3 là như thế nào? Rồi bây giờ mình ở giai đoạn 2 là như thế nào thưa bác sĩ? Thật ra thì cái giai đoạn này cũng phải tùy theo từng vùng thôi. Dạ. Chứ không phải là toàn Cali của mình là giống nhau hết. Tại vì có vùng thì bị nhiều hơn. Như ở LA thì cái tỷ lệ nó nhiễm nhiều hơn. Dạ. Nên người ta chưa qua cái hoàn toàn qua cái phase giai đoạn 2. Đó. Còn ở Orange County của mình á, thì đã được qua giai đoạn 2 rồi. Yeah. Thì giai đoạn 1 là mình, mọi người chắc đã cũng đã trải qua trong 3 tháng rồi hả? Yeah, đúng rồi. Tháng 3, tháng 4, tháng 5. Ủa phải không? Yeah. Đúng rồi. Thật ra cũng quá lâu mà thật ra mình cũng go through cũng nhiều khi mình gọi là ở nhà nhiều quá mình mất khái niệm về không gian và thời gian. Đúng rồi. Vậy mà nó cũng sống với cái COVID này tới 3 tháng trời rồi đó. Yeah. Đó là cái phase 1 là giống như gần như là lockdown, là mình phải ở trong nhà, tránh tiếp xúc ra bên ngoài. Và thật ra là một cái ý mà mình làm như vậy á, là để cho cái đường cong đừng có đi lên, có nghĩa là cho cái bệnh này trong cái khả năng của những nhân viên y tế mà mình có thể giúp được nếu mà các bạn bị bệnh, như không có bị quá tải. Thì coi như cái giai đoạn đầu của mình đã thành công rồi. Yeah. Đó là cái khả năng. Và hay là cũng may mắn Cali mình không có bị nhiều lắm. Đó. Bây giờ thì chính phủ đã cho mình mở qua cái giai đoạn thứ hai. Đó, giai đoạn thứ hai có nghĩa là nhà hàng và những cái giới hạn, cái dịch vụ nào mà không có phải là xa xỉ như là uống rượu, quán bar, vũ trường đông người nhiều quá đó thì được mở cửa. Đó, những cái retail cũng được mở cửa, mấy cái mall cũng vẫn được mở cửa và mà giữ cái khoảng cách an toàn. Yeah. Đó là cái phase số 2. Yeah. Đó, chỉ và Orange County mình mở thôi, còn ở Los thì chưa được mở. Nếu mà phase thứ 2 như vậy, chùa mình được mở không thưa bác sĩ? Trường học thì vẫn chưa được mở. Ở chùa. Câu hỏi rất là hay. Thì nếu mà ở chùa mình giữ được cái khoảng cách là cách nhau 2 mét mỗi người nè, thì mình là được mở rồi. Mà cái giống như là nếu mà mình với lại bây giờ nó sẽ tốt hơn lúc trước. Như lúc trước là người ta chưa có ý thức được cái con này nó lây lan ra sao. Nên mà cái vệ sinh, cái bề mặt không có kỹ càng bằng, rồi không có đeo khẩu trang, và phải lại gần nhau hơn. Đó, nên người ta kêu nó là siêu lây nhiễm. Còn bây giờ thì mình hiểu cái cũng phần nào cái cơ chế lây bệnh đó, thì có thể coi như cũng tương đối an toàn khi mà đi chùa mà vẫn giữ khoảng cách an toàn. Thưa bác sĩ, bây giờ mình vô mùa hè, con nít ở nhà nó sẽ gọi là nó biểu tình, nó đòi cha mẹ là dắt nó đi qua nhà của bạn bè nó chơi. Hoặc là nó nói bây giờ đã bước vô giai đoạn 2 rồi, cho nó ngủ lại nhà bạn nó được hay không? Thì những cái đại khái như vậy được không thưa bác sĩ? Ok, thì thật ra con nít lớn lớn chút mình đã giải thích cho mấy cháu hiểu. Thì có nhiều ba mẹ hồi không có nói là phase 2, không có tới giai đoạn 2 thì nó không biết, nó cũng tưởng là còn ngăn cách thì nó ok. Và thật ra thì đúng là mình là con người mà, thì mình phải có cái sự tương tác. Mấy cháu cũng vậy thì nó mới phát triển này nọ tốt. Nó cũng cần bạn bè. Đó, thì tốt nhất á, nếu mà mấy cháu chơi với nhau thì mình sẽ giới hạn từng nhóm nhỏ thôi. Đừng có nhiều quá. Và nếu mà ở ngoài trời thì lại càng play day outside, có thể ở ngoài công viên hay là ở phía trước nhà, phía sau nhà. Nó hạn chế vô trong nhà thì nó sẽ tốt hơn. Vậy có nghĩa là thôi đừng có đi qua nhà ngủ với nhau rồi đó ha. Nhà ngủ thì nó lại gần gũi quá. Yeah. Thì cái đó tùy theo ba mẹ, tùy theo cái tại tất nhiên nó vẫn có cái risk đó. Và nếu mà ba mẹ cảm thấy an toàn, giống như là mình hiểu rõ gia đình người đó nó có một cái lúc giống như sẽ tiếp xúc với những người này người nọ mà không có nhiều quá, thì mình có thể thì nếu mà ba mẹ đồng ý có một cái
cái nguy cơ nhiễm bệnh nhỏ vậy đó. Yeah. Thì cái đó là tùy ý nó. Yeah. Nhưng mà vẫn phải giữ những cái vệ sinh như là rửa tay thường xuyên. Uh-huh. Và tất nhiên là con nếu mà có ho, có sốt, có gì thì tuyệt đối không được. Nãy giờ bác sĩ Thảo nói chuyện mà Ngọc Khanh đã suy nghĩ là bác sĩ Thảo đang mặc đồ để đi bệnh viện nè. Cái kiểu này chắc con của bác sĩ Thảo sẽ bị gọi là các cha mẹ khác nói thôi con đừng chơi với con của bác sĩ Thảo, là tại vì bác sĩ Thảo đi bệnh viện sẽ lây lan, hay là trong nhà mình những người cô chú bác khác nói thôi đừng qua nhà bác sĩ Thảo, mẹ con muốn đi chơi đâu mẹ chở đi nhưng đừng qua đó, không có được qua đây ha. Thì tất nhiên á là mình phải ý thức cái chuyện đó để mình giữ an toàn cho con mình và cho những người bạn của con mình nữa. Nên không có cho là vô nhà. Đó, ví dụ các cháu mình chơi thì để cái hand gel ở ngoài sân, rồi mấy cháu chơi với nhau ở ngoài sân. Còn nếu mà hồi trước cũng có khi mấy cháu có đi ngủ sleep over với nhau á, thì bây giờ thì buổi tối cũng cho mấy cháu sleep over qua FaceTime. Là buổi tối thì cho các cháu nói chuyện với nhau, rồi có thể làm những cái activity giống nhau lúc tối gì đó, rồi thôi rồi ngủ. Nó cũng có một cái cảm giác là có sự giao tiếp, chứ không có để cho chắc cháu đừng có bị cô đơn, đừng có bị buồn. Thưa bác sĩ, Ngọc Khanh nghe nói nhiều về một cái nó gọi là hội chứng viêm nhiễm toàn thân, đặc biệt là xảy ra ở con nít, thì cái tình trạng đó là như thế nào thưa bác sĩ? Câu hỏi rất là hay, tại vì nhiều người nghe báo chí hoặc là trên đài nói về cái đó nên ba mẹ rất là sợ. Giống như là lúc trước thì rất là mừng là con COVID này chừa em bé ra nhẹ, rất là nhẹ hoặc là ít bị nhiễm, mà tự nhiên cái bây giờ nó lại nói lại cái hội chứng viêm nhiễm toàn thân, nghe thấy rất là ghê sợ. Mà thật ra cái này thì rất là cái tỷ lệ xảy ra rất là nhỏ, trên toàn thế giới là khoảng trên 100 trường hợp được báo cáo. Cái này là sau khi bị nhiễm COVID chứ không có phải là triệu chứng trực tiếp của cái con COVID này. Đó là nó ảnh hưởng tới nó toàn thân đó, tại viêm nhiễm như là ở vì viêm nhiễm ở cách mạch máu nên nó đi tới toàn thân, gây huyết khối, huyết tắc, rồi gây bệnh mạch vành, và viêm có thể ảnh hưởng tới gan, thận này nọ luôn, và cũng nguy hiểm. Nhưng mà rất là hiếm. Thưa bác sĩ, như vậy có nghĩa là nó có biểu hiện ra bên ngoài da không? Có chứ, thì nó ảnh hưởng mạch máu nhưng mà nó biểu hiện ra cái ngoài da, và thường là triệu chứng là sốt và nổi mẩn ở da, và có thể ảnh hưởng tới tim. Vậy có nghĩa là thí dụ giống như trước giờ mình nghe nói là những cái triệu chứng giống như cảm cúm, bây giờ lại thêm tới cái vấn đề là khi nó viêm nhiễm nó có thể xuất hiện cái huyết khối, nó làm cho giống như nghẽn mạch máu của mình, thí dụ như có thể làm stroke hay là đúng rồi nhồi máu cơ tim, đột quỵ như vậy phải không thưa bác sĩ? Nhưng mà cái này á là sau khi bị nhiễm, có nghĩa là cái phản ứng của cơ thể sau khi bị nhiễm, chứ không có phải là lúc mà đang bị nhiễm. Bởi vì mấy cháu này nhiều khi mình thử COVID á là nó không có ra, thử cái PCR nó không có ra, mà thử cái serology test là có chứng tỏ là có bị viêm nhiễm ở quá khứ. Thưa bác sĩ, nhưng mà cái lúc mà mình thử ra kết quả mà là negative, kết quả là âm tính đi, nếu mà một người thử máu mà ra kết quả là âm tính thì giống như bác sĩ nói, vẫn chưa có cái gì đảm bảo là người này sẽ không có bị COVID về sau, phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi, nếu mà thử là âm tính có nghĩa là mình chưa từng có tiếp xúc với con này. Đó, thì cái khả năng viêm nhiễm cũng giống như mọi người khác. Thưa bác sĩ, vậy thì đối với các em nhỏ đi, thì cũng đi theo cái quy trình là thí dụ như nếu mà thử máu mà ra dương tính thì vẫn phải đi tới cái thử của lấy cái dịch ở mũi và miệng phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi, thì thử máu là để coi đã từng tiếp xúc chưa, còn thử cái mũi á là để coi là có đang bị bệnh hay không. Mình phải chờ một chút để qua phần 2 rồi mình nói tiếp về cái vấn đề này. Ngọc Khanh xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình.